taxi Búp Đỏ này của bác nào đây nhỉ? Một cây me, một cây mai chiếu thủy, một cây dành dành. Cây dành dành này rất lạ. Rồi, xin phép quay cho quý vị và mọi người biết được chủ nhân của cây dành dành này. Tiếp theo là một cây lộc vừng. Cây lộc vừng chủ nhân đây ạ. Đây là cây mai chiếu thủy lá chung, đang bắt đầu ra nhiều hoa. Một cây hoa giấy, giấy hồng. Đây, giới thiệu với quý vị và mọi người cái cây hoa giấy này của anh Phòng. Còn đây là cây lộc vừng. Rồi, ok rồi. Có lẽ video cũng khá dài rồi, tôi phải dừng lại. Mời quý vị và mọi người xem tiếp video tiếp theo đằng sau nhé. Rồi, ok. Tiếp theo giới thiệu với quý vị và mọi người một số tác phẩm ở gần cái khu trung tâm văn hóa của huyện Gia Bình đây. Đây là cây dưới. Dưới này không biết là của bác nào. Quay cái biển tên cho các bác. Có nhu cầu liên hệ thì alo. Không, các bác lại bảo là không quay được cái số điện thoại, các bác liên hệ. Wow. Một tác phẩm si. Tuyệt vời. Và tiếp theo là một tác phẩm lộc vừng. Lộc vừng. Tác phẩm trụi lụi này không biết là cây gì đây. Cây quái quỷ gì đây không biết. Me. Ồ đúng rồi. Lá này là lá me rồi.
Một tác phẩm xanh Nam Điền. Tác phẩm xanh Nam Điền của bác nào đây? Ồ, của bác Dũng Văn Giang. Đây là cái Tùng La Hán. À quên, Tùng Cối. Tùng Cối, Tùng Cối. Sorry, sorry quý vị và mọi người ạ. Tùng Cối. Cây này được cái con hổ đẹp. Cây xương cá. Cây này cũng hay đấy ạ. Cây này của bác nào? Xem là cho các bác giao lưu nhá. Đấy. Cây này là cây đề. Cây này là cây xanh bám đá. Và cái làm một cái bể khá là phong cách. Tên thì chắc ở mặt kia rồi. Tí nữa em sẽ quay cho quý vị và mọi người. Chắc là cây đề này với cả cây xanh này của một người. Đây. Giới thiệu với cả mọi người số điện thoại đuôi 081018. Bởi vì là em nhìn thấy cái phong cách chơi hai cái bể giống giống nhau này, chắc là form của một người. Cái biển cây xanh này thì nó quay về được bên trong kia. Rồi ok, em sang mặt bên kia em quay nốt cái dãy bên trong này cho quý vị và mọi người xem nhá. Đây là cây si rồi. Si búp đỏ. Của bác nào đây? Ông nào viết chữ xấu vãi trưởng lên được. Cây duối. Đây mới là Tùng La Hán đấy ạ. Một tác phẩm Tùng Cối. Wow, một cây khế tuyệt vời. Cây khế này không biết là chủ nhân là ai. Giới thiệu với quý vị và mọi người đây. Một cây khế cũng đẹp đấy ạ. Rồi ok, giờ em sẽ lại tiếp tục ra cái dãy này quay cho quý vị và mọi người tiếp tục chiêm ngưỡng. Đây rồi, đến cái hàng sau với chú của ban tổ chức. Chú ơi, cháu chào chú. Chú ơi, cho cháu hỏi vài lời được không? Chú ơi, cho cháu hỏi là
Năm nay huyện mình tổ chức ra cái buổi lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện đúng không chú nhỉ? Thì có cái trưng bày cái triển lãm cây cảnh của huyện và một số khách mời của một số anh em ở các cái tỉnh huyện khác đúng không bác? Thì bác cho cháu hỏi là từ lúc nãy cháu cũng quay được một số các cái hình ảnh của cái buổi triển lãm ở huyện Gia Bình của chú đây rồi. Thì cho cháu hỏi là cái số lượng năm nay các anh em của huyện và của khách mời rơi vào khoảng là số lượng là bao nhiêu cây hả chú? Theo lời mời và đồng thời tổ chức để kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện, hôm nay lại là đây là là ngày đón bằng là huyện Nô huyện nông thôn mới à? nông thôn mới. Vâng. Cái thứ hai nữa là đón huân chương lao động. À, đón huân chương lao động. Do vậy là coi đối với các huyện, các xã, các tỉnh chung quanh coi có lời mời là vào khoảng độ gần 1.000 tác phẩm. À, gần 1.000 tác phẩm được coi như trước Trưng bày. trưng bày trước cái toàn bộ cái sân trước sảnh chính đây đúng không Đúng chú? rồi. Vâng. Thì chú cho cháu hỏi thêm là cái buổi trưng bày cái triển lãm cây cảnh của huyện và mở rộng một số các cái huyện tỉnh lân cận nữa thì được trưng bày trong mấy ngày hả chú? Đây là được sự đồng ý của Đảng và chính quyền huyện là coi như là bắt đầu tổ chức từ ngày 28 cho đến hết ngày 2 tháng 9. À, tức là nó sẽ rơi vào khoảng thứ thứ tư tuần sau, thứ tư thứ năm tuần sau là sẽ kết thúc cái buổi triển lãm. À, thì hôm nay là cũng được 4 ngày rồi chú nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Thì cháu cũng thấy là cái không gian ở đây và cái địa điểm trưng bày ở đây phải nói là rất là đẹp. Thì chắc là cái buổi hôm buổi khai mạc thì cháu cũng chưa sắp xếp được nên cháu không về được cái buổi khai mạc. Nhưng cháu cá nhân cháu cũng thấy là với cái quy mô như này thì các chú trong ban tổ chức cũng như là được sự quan tâm của các lãnh đạo huyện và tỉnh thì thấy là các chú trưng bày cái buổi triển lãm này thấy rất là tuyệt vời chú ạ. Tinh thần là coi như là báo cáo với các anh là coi như là coi như điện tôi là coi như là năm nay cũng là năm đầu tiên tổ chức À, vậy ạ. của Hội Sinh vật cảnh huyện, Vâng. chủ yếu để chào mừng coi như là những ngày lễ lớn của của huyện, Vâng. tái lập huyện, Vâng. và đồng thời đón Cái huân chương lao huân động. chương lao động. Vâng. Vâng, rồi cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. Vâng. Cháu chúc cho cuộc triển lãm của huyện thành công tốt đẹp ạ. Rồi ok, như vậy là tôi đã có một số ý kiến hỏi về cái quy mô cũng như là tinh thần về cái buổi triển lãm của ban tổ chức huyện Gia Bình. Thì cũng chưa kịp hỏi tên chú đây thì chú đã lại bận mất rồi. Nên là thông qua một số cái chia sẻ của chú thì quý vị và mọi người cũng thấy được là cái quy mô cũng như là cái tinh thần của buổi triển lãm sinh vật cảnh của huyện Gia Bình lần này. Chú cũng chia sẻ rằng đây là cái lần đầu tiên huyện Gia Bình tổ chức nhưng mà cũng đón nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của tất cả các anh em chơi cây cũng như là các cái nghệ nhân sinh vật cảnh của huyện cũng như là của một số các cái huyện tỉnh mở rộng. Tôi cũng ham mê về cây lắm nhưng mà hay xem về clip của Quay Đỗ Sinh. Vâng. Chú Đỗ Sinh thì chú ấy cũng rất là tích cực chú ấy. Nhà mình là mạnh bonsai hay là trúc bonsai nhỉ em? Vâng. Cháu là mạnh ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, xin chào. Vâng ạ, cháu chào chú ạ. Cố gắng gửi nhiều tác phẩm đẹp đến cho mọi người nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chúc nhà mạnh bonsai mạnh khỏe. Vâng ạ. Cháu cũng mới đến đây lúc nãy thôi. Nên Theo là dõi kênh của bạn với kênh của Đỗ Sinh rất nhiều ạ. Vâng. Kênh của cháu là kênh gì? Channel của cháu là Mạnh Bonsai chú ạ. À, Vâng ạ.